Pháp cần một nền kinh tế chiến tranh, đó là lời tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Để hiện thực hóa lời nói, ông Macron đang thúc đẩy việc sản xuất hệ thống vũ khí, mở các nhà máy quân sự mới và yêu cầu tăng cường sản xuất. Pháp sẽ tự trang bị vũ khí như thế nào, hay cụ thể hơn là tự chủ về quốc phòng ra sao? Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động quân sự ở Ukraine? Và trước mắt, Tổng thống Macron đang thúc đẩy sản xuất trọng tâm loại vũ khí nào? Bình luận quốc tế hôm nay xin gửi đến chủ đề Pháp kích hoạt nền kinh tế chiến tranh chống lại Nga như thế nào? Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thành phố Bourges, tỉnh Dordogne, cách Paris khoảng 200 km về phía nam, nơi ông đã long trọng đặt viên đá đầu tiên của một nhà máy sản xuất vũ khí đang được xây dựng và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm tới. Tỉnh Dordogne có thế mạnh sản xuất ô tô, đồ chơi trẻ em, những mặt hàng góp phần vào thúc đẩy nền kinh tế hòa bình. Thay vì đến Dordogne để thúc đẩy sự phát triển của những lĩnh vực lợi thế này, Tổng thống Macron tới đây để xây dựng nhà máy sản xuất thuốc súng, điều phù hợp với tuyên bố của ông, kích hoạt nền kinh tế thời chiến. Tờ Le Parisien của Pháp viết, một vị tổng thống đặt viên đá đầu tiên cho nhà máy thuốc súng cách đây không lâu, những việc như thế có vẻ đã lỗi thời. Điều thú vị hơn nữa là nhà máy sản xuất thuốc súng của thành phố Bourges đã có từ Thế chiến thứ nhất vào năm 1915. Tuy nhiên, vào năm 2007, nó đã bị dỡ bỏ do đã có đủ số lượng dự trữ trong trường hợp các cuộc xung đột vũ trang. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở Ukraine đã mở ra triển vọng phong phú cho ngành công nghiệp quân sự Pháp. Hơn nữa, Tổng thống Macron tự tin nói về thực tế rằng Pháp cần một nền kinh tế chiến tranh, bởi vì Paris cần ủng hộ Ukraine, bởi vì với Paris, Nga không nên chiến thắng, vì chiến thắng của Nga là dấu chấm hết cho an ninh châu Âu. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Macron đề cập đến nền kinh tế chiến tranh. Trước đó, ông Macron đã từng nói vào tháng 6 năm 2022. Ở thời điểm đó, lý giải về tuyên bố này của Tổng thống, cựu nhà lãnh đạo Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân Jean-François Copé cho biết trong một bài báo cho La Express rằng theo định nghĩa, đó là một loại hình kinh tế, mọi thứ liên quan đến quốc phòng cũng như tổ hợp công nghiệp quân sự đều trở thành ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Tuy nhiên, một số chính trị gia và tướng quân đội Pháp lại có thiên hướng bày tỏ quan điểm ở hướng ngược lại. Tướng không quân đã nghỉ hưu của Pháp Patrick Dutacre coi trọng việc sử dụng cụm từ huy động nền kinh tế. Mục tiêu của nó là quyền tự chủ chiến lược của châu Âu về mặt quân sự. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024, Tổng thống Macron đã đưa ra một tuyên bố trên kênh France 2 rằng Pháp hiện không có ngành công nghiệp nào đáp ứng được nhu cầu của chiến tranh cường độ cao. Tại Pháp có một số nhà sản xuất quốc phòng nổi tiếng như Thales, Safran, Dassault, nhưng năng lực sản xuất vũ khí của họ là không đủ. Và như cựu lãnh đạo Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân Copé đã nói rõ, chính quyền Pháp đã không đưa ra bất kỳ động lực nào để huy động các nguồn lực của đất nước. Người dân Pháp có thể nghĩ những gì mà giới lãnh đạo đề cập không chỉ về đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực kinh tế, mà còn về việc giảm thuế và giải quyết các vấn đề tồn tại mà các nhà sản xuất vũ khí đang vướng mắc. Tuy nhiên, giờ đây, trước sự trỗi dậy của các nhà sản xuất vũ khí thế giới, ông Macron lại đưa ra một tuyên bố cứng rắn khác. Theo quan điểm của ông, những thay đổi về địa chính trị, địa chiến lược khiến tổ hợp công nghiệp quân sự sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng. Tổng thống Pháp nói thêm, thế giới mà chúng ta đang nói đến sẽ không giống như vậy nếu xung đột ở Ukraine kết thúc vào ngày mai, bởi vì Nga đang tích cực tái vũ trang và cũng bởi chi tiêu quân sự và các đơn đặt hàng liên quan đang gia tăng trên khắp châu Âu. Nhà máy đang được xây dựng ở Bourges thuộc sở hữu của Urenco, công ty hàng đầu châu Âu về sản xuất thuốc súng và chất nổ. Nhà máy dự kiến khai trương vào đầu năm 2025 và dự kiến sản xuất 1.200 tấn thuốc súng mỗi năm. Giám đốc điều hành Urenco Thierry Franco không phủ nhận rằng tập đoàn của ông đã nhận được đơn đặt hàng cho đến năm 2030 và chỉ trong 6 tháng qua họ đã được trả 1,2 tỷ euro tiền hàng. Như Tổng thống Macron đã lưu ý, việc tái định vị hoạt động sản xuất thuốc súng vốn thực sự đã ngừng sản xuất trong nước một thời gian cho thấy rằng mọi thứ đều có thể xảy ra trong ngành công nghiệp. Cũng tại Pháp, việc sản xuất bom trên không cỡ nòng 250 kg đã được khởi động lại. Giám đốc điều hành Aresia Bruno Bert cho biết, chúng tôi đang sản xuất theo hai hợp đồng xuất khẩu,
Theo đó, chúng tôi phải sản xuất vài trăm quả bom. Trong trường hợp này, nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Bộ Quốc phòng để đẩy nhanh quá trình chứng nhận thành phẩm. Tổng thống Macron dứt khoát yêu cầu các nhà sản xuất vũ khí tăng tốc, tăng số lượng vũ khí được sản xuất. Điều này không chỉ bao gồm các nhà cung cấp các sản phẩm quân sự thực tế, mà còn bao gồm một công ty như Albert & Duvan chuyên sản xuất các loại thép cụ thể được sử dụng trong sản xuất tàu ngầm, pháo Caesar và máy bay. Năm 2023, chính phủ Pháp đã đặt hàng khu liên hợp công nghiệp quân sự trị giá 20 tỷ euro, cao hơn 1/3 so với những năm trước. Thêm vào đó, số lượng hợp đồng xuất khẩu ngày càng tăng. Đặc biệt có nhu cầu là hệ thống chống tăng MMP, đạn pháo, máy bay Mistral, tên lửa không đối không Mikhail-9 và tên lửa phòng không Aster. Mối quan tâm của KNDS đã tăng gấp 3 lần số lượng pháo Caesar được sản xuất, đồng thời xây dựng chu trình sản xuất theo cách mà việc sản xuất hiện nay tiến hành nhanh gấp đôi. MBDA hứa sẽ tăng sản lượng tên lửa Aster lên 50% vào năm 2026, điều mà Bộ Quốc phòng cho rằng vẫn chưa đủ. Về phần mình, mối quan tâm của Dassault hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi sản lượng máy bay Rafale. Tướng Duterte nhận định rằng Pháp phải làm gương cho châu Âu, nhưng toàn bộ châu Âu cũng cần phải huy động mọi nguồn lực. Tướng Duterte cho rằng châu Âu đang bị đánh giá thấp tầm quan trọng, trong khi châu lục này có 500 triệu người sống ở đó so với 147 triệu người ở Nga. GDP của châu Âu lớn gấp 7 lần so với Nga. Tướng Duterte cho rằng bây giờ Pháp không có lựa chọn nào khác. Paris cần có đủ khả năng phòng thủ cho một cuộc xung đột cường độ cao, điều không ai muốn nó xảy ra. Có thể châu Âu đang lo ngại về cuộc chiến đấu trực diện với Nga. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng mục tiêu của Tổng thống Macron không tập trung vào động lực chiến đấu mà chỉ tập trung vào các khoản giao dịch hợp đồng quân sự bởi nó thực tế hơn nhiều. Giới chuyên gia nhận định Pháp tận dụng thực tế là nhu cầu toàn cầu về vũ khí đang tăng lên và kích thích tổ hợp công nghiệp quân sự của mình bằng cách phát triển xuất khẩu. Theo ông Coppe, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khéo léo thu hút sự chú ý của công chúng, nhấn mạnh chủ đề này hay chủ đề khác. Bây giờ, ông ấy đóng vai trò một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với chính sách quốc phòng. Tuy nhiên, hiện Pháp không có đủ vốn cũng như số lượng quân nhân cho một nền kinh tế quân sự toàn diện. Tuy nhiên, ông đã đưa ra lựa chọn của mình. Những tuyên bố cứng rắn đó có thể chỉ là một thông điệp truyền miệng hay một cuộc chiến thông tin, nhưng chưa hẳn đã là một nền kinh tế chiến tranh thực sự. Chiến lược của ông Macron là cung cấp một cách hào phóng cho chiến dịch thông tin, chứ không phải chuỗi sản xuất hoặc chuỗi cung ứng. Và bởi xung đột ở Ukraine là nguồn làm giàu cho các thợ chế tạo súng ở Pháp, họ sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng nó kéo dài lâu nhất có thể. Chúng ta đều ý thức được nhu cầu bức thiết trước tình trạng khan hiếm một số nguyên liệu, đặc biệt là thuốc súng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tháng 3 năm 2024, sau cuộc họp với các đồng minh của Ukraine ở Paris, thuốc súng đang thực sự khan hiếm. Thuốc súng được dùng làm thuốc phóng để đẩy đạn pháo như đạn 155mm chuẩn NATO được sử dụng trong nhiều loại pháo chuyển tới Ukraine, bay vài chục km. Johann Hesse, chuyên gia đạn dược tại Đại học Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức ở Munich cho hay, một quả đạn pháo đơn giản gồm 3 phần, vỏ thép, thuốc nổ và ngòi nổ để kích hoạt vụ nổ khi va chạm. Liều phóng thường được tách rời, xạ thủ có thể lấy 2-8 liều phóng sử dụng, tùy thuộc tầm bắn mong muốn. Theo Hesse, liều phóng bây giờ không còn ở dạng bột mà thường làm thành dạng thanh hoặc viên. Theo Jean-Paul Mauny, phó giám đốc Viện Quan hệ Chiến lược Quốc tế của Pháp, châu Âu có rất ít nhà sản xuất thuốc súng. Trong số các công ty này có Urenco tại Pháp, Bỉ và Thụy Điển, Nitrochemie ở Đức và Thụy Sĩ. Mauny cho hay nhiều quốc gia đang thúc đẩy đưa dây chuyền sản xuất về trong nước. Đây chính là nút thắt cổ chai trong sản xuất đạn dược, cái khó nhất là sản lượng. Thierry Breton, Ủy viên Thị trường Nội địa EU, ngày 1 tháng 3 cho hay EU đang gặp khó trong thu mua nguyên liệu thô phục vụ sản xuất thuốc súng. Sản xuất thuốc súng cần một loại bông đặc thù, chủ yếu trồng ở Trung Quốc. Cellulose nitrat là nguyên liệu chính dùng trong sản xuất thuốc súng có nguồn gốc từ sợi bông có trong cây bông vải. Tuy nhiên, từ vài tháng trước, nguồn cung bông từ Trung Quốc bất ngờ gián đoạn. Trước tình thế này, các nước Bắc Âu đã tìm ra chất thay thế cho bông Trung Quốc. Họ đang đổi mới cung cách sản xuất để đáp ứng nhu cầu thuốc súng.
Theo Britain, các công ty sản xuất nguyên liệu thay thế bột thuốc súng sẽ nằm trong danh sách nhận tài trợ theo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược mà EU công bố tuần tới. Ông Britain dự đoán những việc mà EU đang làm để tăng sản lượng đạn pháo sẽ nâng sản lượng hàng năm của EU lên 1,5 đến 1,7 triệu quả vào cuối năm nay. Ông ước tính sản lượng của Nga là gần 2 triệu. Các quốc gia đang đưa mình vào vị thế sản xuất quy mô lớn hơn. Không quốc gia nào chuẩn bị trước cho một cuộc xung đột cường độ cao, tiêu hao khí tài nhiều như thế. Chúng ta chưa từng chứng kiến cuộc chiến nào như vậy kể từ Thế chiến thứ hai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chủ đề sau.